Thưa quý vị, một vụ cướp giật tài sản táo tợn đã xảy ra vào hồi 20 giờ 22 phút tối qua ngày 27 tháng 8 tại phố Vũ Thông Phan, Khương Trung, Hà Nội. Ngay sau khi đối tượng này thực hiện hành vi cướp giật, lực lượng công an cùng người dân phường Khương Trung đã nhanh chóng phối hợp bắt giữ đối tượng tại hiện trường. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận lý lịch nhân thân tên là Trịnh Văn Tùng, sinh năm 1992, trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Tùng điều khiển xe máy Honda Way màu ghi không đeo biển kiểm soát đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người phụ nữ đeo túi đỏ chạy cùng chiều. Sau đó, đối tượng bỏ chạy về hướng phố Khương Trung. Khi chạy đến cổng trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi thì bị người dân chi hô, phối hợp cùng lực lượng công an bắt giữ ngay tại hiện trường. Hiện cơ quan công an phường Khương Trung đã củng cố hồ sơ, bàn giao người và tang vật có liên quan về đội điều tra công an quận Thanh Xuân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.